Nhà thuốc cho em hỏi là em đang mắc bệnh bú cổ và em sinh bé được 2 tháng, giờ muốn sử dụng hoa đu đủ đực để sắc nước uống thay nước hàng ngày có được hay không ạ? Và có ảnh hưởng đến sữa của bé bú hay không? Và nên sử dụng hoa đu đủ đực tươi hay là hoa khô và cách chế biến ra sao? Mong phản hồi từ nhà thuốc, tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, phụ nữ sau khi sinh thì sử dụng hoa đu đủ đực được bình thường bạn nhé. Bởi vì theo kinh nghiệm dân gian thì hoa đu đủ đực không có độc, rất là lành tính nên chị em phụ nữ sau sinh có thể sử dụng được bình thường. Đặc biệt hơn thế nữa thì theo dân gian các bộ phận của cây đu đủ, nhất là quả đu đủ xanh thì rất là tốt cho chị em phụ nữ sau sinh, bởi vì nó sẽ giúp tăng tiết sữa và rất là tốt cho những chị em bị thiếu sữa sau khi sinh nở. Vì vậy thì bạn có thể yên tâm sử dụng hoa đu đủ đực được bình thường. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là nhà thuốc chưa nghe nói đến kinh nghiệm dùng hoa đu đủ đực để điều trị bệnh bú cổ bạn nhé. Hiện nay thì đối với bệnh bú cổ thì rất là nhiều bệnh nhân đang điều trị hiệu quả bằng bài thuốc dân gian từ cây cải trời và cây sạn đen. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.